Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà giá rất là rẻ. Cụ thể thì nó là thuộc Đông La, Hoài Đức quý vị nha. Với căn nhà này 30m² hướng nhà Tây Bắc ngõ đây. Như quý vị nhìn thực tế, ngõ rất là rộng. Đây là cái trục ngõ chính mọi người nha. Và ở đây, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị ba căn nhà này. Giá rất là hợp lý, 1.750.000.000 đồng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Cái xung quanh thì đầy đủ dân cư đông đúc, đầy đủ những cái tiện ích sinh hoạt. Ngõ trước nhà rất rộng, gần như là ô tô có thể lùi vào tận cửa mọi người nha. Và đây là cái căn nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới mọi người. Đây, chính là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn chia sẻ và giới thiệu tới mọi người trong video này. Giá 1.750.000.000 đồng. Cái pháp lý sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Nhìn thực tế đường ngõ ở trước nhà đây mọi người nha. 3m mọi người ạ. Đây, ngõ trước nhà 3m, ô tô lùi tận cửa. Với căn nhà này đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc chọn đồ về và ở ngay, rất là thoáng. Hướng Tây Bắc đây, nhưng nhìn thực tế ở đây mọi người nha, nó sẽ không bị nóng. Và mời mọi người theo em vào khám phá cái căn nhà này. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà thì toàn bộ chủ đầu tư đã ốp hết đá granite cho mình rồi. Và với cái cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế một lớp cửa thôi, cửa gỗ. Mời mọi người theo em cụ thể vào cái căn nhà khám phá xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nhá. Đó, đây là phần tầng 1 của ngôi nhà quý vị ơi. Đây, tầng 1 của ngôi nhà được thiết kế là phòng khách và phòng bếp, rất là hài hòa. Ngoài cái phần cửa chính thì ở đây chủ nhà có thiết kế một cái cửa sổ phụ ở bên này, thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Từ vị trí ngôi nhà này, nó rất là gần với khu đô thị Đô Nghĩa, đi lại giao thông thuận tiện, đường thông thoáng. Cách với chợ dân sinh nó chỉ khoảng tầm 200m thôi. Trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 nó phạm vi bán kính khoảng tầm 800m quay đầu quý vị nha. Đi lên tới ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 3,5km. Cách với bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 2,5km. Giao thông đi lại rất là thuận tiện, giá chào bán vô cùng hợp lý, đầy đủ sổ đỏ. Tất cả những căn nhà mà Ngọc Ánh quay gửi tới quý vị đều 100% sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà ngay quý vị nha. Đó, tiếp theo mời mọi người vào khám phá cái khu vực bếp của Ngọc Ánh. Đây, chủ cũng đã thiết kế đầy đủ cái tủ bếp cho mình rồi, phụ kiện bếp đi kèm ok. Tủ cả bếp này thì nó làm thiết kế là tủ gỗ các bác nha. Và mặt bếp thì ốp đá granite. Đây, xung quanh bếp thì ốp gạch. Đó, cái gạch lát nền thì kích thước 60-60. Quan trọng nhất là cái giá bán nó phù hợp với cái vị trí mọi người ạ. À, vị trí bất động sản nó quyết định lên cái tài chính. Bởi vậy nên quý vị nào mà có cái tầm tài chính vừa phải thì có thể cân nhắc cái vị trí này nha. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích là 30m. Tầng 1 ngoài phòng khách, phòng bếp thì có một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng vệ sinh ở dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, lavabo và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đây, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen trắng và tay vịn cầu thang thì như quý vị nhìn thực tế ở đây thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2 và 3 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế với cái giá chào bán 1.750.000.000 đồng có ok hay không nhé. Quý vị ơi, bước chân lên phía tầng 2 của ngôi nhà thì ngôi nhà này thiết kế là một tầng 2 phòng ngủ nhá. Nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là cái phía căn phòng ngủ đầu tiên có ban công mở hướng ra phía bên ngoài ạ. Hướng nhà là hướng Tây Bắc nhưng thực tế đây, Ngọc Ánh đang quay lúc này là lúc 11 giờ, không hề có nắng vào nhà mọi người ạ. Rất là thoáng bởi vì thực ra đằng trước là có một cái nhà để chắn cho mình rồi ấy. Các phòng ngủ thì đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng mà chủ đầu tư thiết kế toàn bộ cái màu sơn là màu trắng và màu gạch là màu trắng, cho nên là nhìn ở trên video thì nó không quá nhỏ quý vị ạ. Và vẫn đáp ứng đầy đủ cái công năng cho quý vị kê đồ nội thất ở bên trong phòng. Đó, cửa, tất cả các cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên và mời mọi người theo em sang căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ thứ hai này thì nó rộng hơn căn bên vừa rồi một chút. Đó, tất cả các phòng đều có các cửa sổ hai lớp, rất là an toàn, an ninh cho ngôi nhà mọi người nha. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, hiện tại bây giờ cái giá trị bất động sản các khu vực nó đều tăng cao. Hiện tại cái nhà này nó là thuộc Đông La, Hoài Đức mà giá của nó cũng 1.750.000.000 đồng rồi đấy quý vị ạ. Đó, các bác cứ có thể cân nhắc bởi vì là
tất cả những cái dự án Ngọc Ánh quay lên nó đều là giá trị thực của chủ đầu tư gửi bán tới tay khách hàng tiêu dùng, mọi người hoàn toàn yên tâm. Ngoài hai cái phòng ngủ này ra thì ở đây chủ nhà có thiết kế một cái phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, ngoài cầu thang mọi người ơi. Ôi mát. Đây chủ đầu tư thiết kế luôn là cái quạt hút gió cũng như là cái cửa sổ này, đồng thời là bồn cầu liền khối này, lavabo này, hệ thống sen tắm này, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Nói chung đáp ứng đầy đủ cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình và cái tầm tài chính thì nó rất là vừa phải, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nên quý vị nào có thể cân nhắc cái tầm tài chính của mình để chọn lựa được những cái khu vực ổn nhất với lại cái quãng đường mình đi làm và con cái đi học nha. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở trên vị trí tầng 3, cũng là tầng cuối cùng của ngôi nhà. Thì cái ngôi nhà này thiết kế như sau. Với cái tầng 3 thiết kế là một khu vực để máy giặt ở đây quý vị nha. Đây là cái khu vực để máy giặt. Đó. Nhà như thế nào thì Ngọc Ánh quay đúng với hiện trạng. Và ở phía tầng 3 thiết kế một căn phòng ngủ và một phòng thờ riêng biệt, một sân phơi nữa quý vị ơi. Nói chung với cái căn nhà 3 tầng mà thiết kế 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi riêng biệt là cái căn này thiết kế nó cũng rất là hợp lý rồi đấy ạ. Giá chào bán thì thực ra để mà nói nó hợp lý so với khu vực, mặt bằng khu vực. Ở bên Yên Nghĩa, ở tổ 14, 15, 16 hiện tại Ngọc Ánh vẫn đang còn một số căn giá 1 tỷ 750 triệu đồng. Với cái vị trí bên Đông La, Đồng Nhân, Hoài Đức như thế này thì nó cũng tương tự xem với Yên Nghĩa. Đây là cái phòng thờ của ngôi nhà quý vị nhá. Đây ạ, nó rất là hợp lý. Phần còn lại nó là sân phơi. Đây, đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đó, nói chung với cái căn nhà này 1 tỷ 750 triệu, xây 3 tầng. Thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể rồi. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888011444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.